tí tu tí chổng pha câu vào mặt người ta thế à? Làm... À! Sao đi bấm lại của em? Lên! Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. À. Thần, thần xin phép được báo cáo ạ. À. Ừ. Đi. Chị Dân Sinh. Hả? Em ngưỡng mộ chị luôn. Chị bụng mang dạ chửa mà vẫn lên đây để báo cáo. Đùa, đúng là phải biểu dương tinh thần của chị. Ê, đừng đùa với chị. Năm vừa qua bụng mang dạ chửa thế này thôi, nhưng mà chị vẫn leo rào trèo tường nhìn ra ấy mà. Công nhận, năm qua ở bên anh của chị ấy, các bậc phụ huynh thì đặt bỏ cổng trường để lên gọi là nộp hồ sơ xin cho con đi học. Đúng. Chị cùng với các cán bộ liên ngành thì trèo rào vượt tường vào bắt quả tang giáo viên đang dạy thêm, quyết tâm lập biên bản trước ánh mắt ngỡ ngàng của lũ học trò. Vào mùa thi thì cán bộ của chị trèo rào vượt tường, thậm chí chui xuống gầm bàn để ném vào thi cho học trò nó quay bài. Năm qua là chị hơi nhiều thành tích. Khen thật chứ khen đẻo ấy. Chị phụ trách hai ngành nhạy cảm, thế mà chị không tỏ ra nhạy cảm thế nào nhỉ? Tôi nói luôn nhá, chị đang có vấn đề đấy. À đúng rồi, vấn đề của chị là chị đang có bầu. Này, chị vẫn cố tình không hiểu. Cái bệnh của chị ấy nó nặng lắm rồi, hiểu chưa? Nói thế nào chứ lị? Năm qua chị thấy chị khỏe như Châu chứ lị. Này, Châu ơi. Dạ, Châu đây ạ. Châu cho mượn cái tay cái. Còn cái gì đây? Cái gì lòng hoàng đây? Chữ này chữ gì? Không biết ạ. À. Không biết à? Biết chữ này chữ gì không? Không ạ. Chữ này gọi là chữ bệnh thành tích, hiểu chưa? Ôi, ôi, con ơi, con đạp mẹ đau quá con ơi. Bảo ai là con bà? Không phải em đâu. Hả? Con em nó đạp em đau quá. Ôi đâu, đừng nhìn chị với ánh mắt trừng trừng như thế. Đâu ơi, chị sợ. Chị sợ. Thôi chị Dân Sinh, chị đứng dậy đi. Chị sợ lắm, chị sợ chị nó. Chị khổ quá. Em hứa với chị từ giờ trở đi không ai nặng lời với chị nữa nhá. Thôi giờ thế này, còn phần nào chưa báo cáo chị đưa đây em báo cáo cho. Ôi dồi hay quá. Tao báo cáo hộ chị rồi, nhá. Ừ, chị chiêu xong rồi khi nào mà con em đến tuổi đi học cứ bảo chị cho vào trường điểm em nhá. Rồi, chị yên tâm. Rồi. Dạ. Đọc đi, chị viết cái gì? Ôi, chết rồi. Thế nào mà cái con thư ký mình bảo nó viết báo cáo xong rồi nó chép nguyên chị cái bài hát thế này của đâu tôi không chứ gì? Nào. Dạ. Báo cáo hay là hát đây? Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. À. Dạ Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng cho thần báo cáo hát ạ. À. Nghĩa là báo cáo bằng hát chứ gì? Dạ vâng ạ. Thế thì hát đi. Thần xin hát ngay ạ. À. Sợ quá. Xinh thẳng hàng, ngồi bút viết theo tay nhịp nhàng. Điều hay ấy chúng em được biết chính cô dạy em thế. Học phép tính biết cách nhân chia, chẳng đánh măng những bé em thơ. Điều hay ấy chính cô dạy em ở mái trường mềm yêu. Thôi tránh cái đi. Nghe đây này. Từ sáng sớm đến đêm miệt mài, nhiều bé vẫn loay hoay học bài. Vì cái cách mỗi năm một khác đến cô còn không biết. Học khó quá em quên ăn luôn, nhồi nhét suốt lấy đâu tư duy. Nhiều em cứ giống như dở hơi trong lớp ngồi đánh răng. Nhiều sách quá đừng em bị gù, nhìn chữ nghĩa không ra hình thù. Học vì tinh với ôn ngoại ngữ mắt em tận ghê lắm. Dù rất chán nhưng cô động viên, toàn lớp vẫn giơ tay như điên. Đặt tiền tiến cuối năm điểm cao theo đúng thành tích dạo. Oh. Học hết sang em sang học chiều, cải cách lắm môn thi càng nhiều. Ngoài trên lớp chúng em phải đến chỗ cô học thêm đây. Nhiều chữ thế nhưng không nhớ chi, rồi cứ thế đến khi đi thi đều lên lớp, thế nên trường em lại có nhiều giấy khen. Dù rất chán nhưng cô động viên, toàn lớp vẫn giơ tay như điên. Đạt tiên tiến cuối năm điểm cao theo đúng thành tích rào. Oh. Nhiều chữ thế nhưng không nhớ chi, rồi cứ thế đến khi đi thi đều lên lớp, thế nên trường em sẽ có nhiều giấy khen. Học khó quá em quên ăn luôn, nhồi nhét suốt lấy đâu tư duy. Nhiều em cứ giống như dở hơi trong lớp ngồi gãi mông. Ơ Tiêu. Ai này? Tiêu. Ê, cuối cùng là các em học sinh
ngồi trong lớp là đánh răng hay là gãi mông? Dạ, vâng Ngọc Hoàng. Nhiều em cứ giống như dở hơi. Trong lớp ngồi đánh nhau. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Dạ khởi bẩm. Dạ thần. Dạ. Cải cách bao nhiêu năm rồi không có kết quả gì. Thế năm sau có định cải cách nữa không? Báo cáo đi để Ngọc Hoàng cấp cho kinh phí. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Nói ra thì bảo lại này nọ chứ. Học sinh phải chạy điểm, chạy lớp, chạy trường thì mai sau ra đời mới có kinh nghiệm để chạy việc. Chính vì thế mà giáo dục của chúng ta phải luôn luôn cải cách và luôn luôn này và nọ ạ. Ta hiểu. Như vậy là ta hiểu cải cách giáo dục nó như thế nào rồi. Chết trời, thế là thế nào nhỉ? Chị vẫn đang ôm nghén à? Không không, chị 8 tháng rồi mà em. Trông mặt chị ngẫn lắm. Ngẫn à? Ngẫn lắm đấy. Ôi chết rồi, sao đầu mình nóng này. Tào ơi Tào. Chị sốt rồi. Chị sốt rồi. Chị đừng giả vờ để này nọ nhá. Em không giả vờ này nọ anh ạ. Thôi đi. Nhưng mọi người cũng phải thông cảm cho em. Em bụng mang dạ chửa này, em làm được thế là tốt lắm rồi. Anh ơi, anh cho em về chỗ được không anh? Thôi được rồi. Cũng xin lỗi chị nhá. Bây giờ chị về chỗ đi, khi nào chị tỉnh táo lại chúng tôi sẽ hỏi chị tiếp. Dạ vâng ạ. Chị về. Run quá, căng thẳng quá. Mình hơi bị khôn đấy. Ngu gì mà nhớ ra để cho cái bọn này nó vặn vẹo. Cái gì đấy? Hả? Bà vừa nói ai mũi vẹo đấy? Quýnh anh! Không, em bảo là ngu gì mà nhớ ra để cho nó bọn nó vặn vẹo. Ừ, thế thì được. Em chỉ bảo thế thôi. À, em xin có ý kiến ạ. Mời anh kinh tế. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, vừa rồi cái cô kia cô ấy bảo là ngu gì mà nhớ ra cho bọn nó vặn vẹo à. Có thật không? Cô lời nói xong. Chị Dân Sinh. Dạ. Mời chị ra đây. Em à. Tại sao chị dám nói như vậy? Dạ không ạ. Tại sao? Em có nói gì đâu ạ. Thế chị vừa nói gì? Em vừa bảo là chất vấn công khai kiểu trực tiếp bên này, kiểu gì em cũng sẽ bị vặt bên nọ, nó lại vẹo trên bên kia. Em nói thế thôi. Anh ơi cho em về chỗ nhá. Này, đứng lại. Lên đây. Ui anh ơi, anh tha cho em. Chị anh đừng ơi. Khóc nữa, nhanh lên đây. Dạ vâng. Bây giờ thế này. Dạ. Tôi hỏi chị sang vấn đề khác vậy. Dạ vâng ạ. Vấn đề y tế. Vâng. Mà cụ thể là vấn đề y đức, được chưa? Vâng. Năm qua phong bì đã trở thành vấn nạn. Chị trả lời điều đó như thế nào? Nói đi. Ui giời, con tưởng chuyện gì? Phong bì thì năm nào chả nhắc đến rồi. Năm nay chị làm triệt để rồi. Năm nay chị đã thông báo cho tất cả mọi người là tuyệt đối không đưa phong bì cho y tá và bác sĩ. Nói rồi, làm rồi, quán triệt rồi. Nhưng mà có được đâu. Tôi nói cho bà biết nhé. Năm vừa qua, đến bọn trẻ con nó còn đặt được cả trường ca về phong bì đấy. Trẻ con làm sao mà đặt được trường ca phong bì? Làm gì có cái chuyện đấy nhỉ? Làm gì có à? Âm nhạc. Áo trắng em đến giường, thường làm bệnh nhân giật mình. Từng ánh mắt cầu cứu em, người nhà bệnh nhân cười chào. Nhét tay vào túi em, làm em chẳng kịp phản ứng. Từng phong bì và bao mơ ước của người bệnh. Ấy chết, cái đó cấm hết, em phải hét lên. Chúng tôi không lấy phong bì để cho nhanh, cứ đưa tiền mặt. Phong bì làm chi, nhớ ai chụp hình đăng lên là phiền. Ấy chết, cái đó cấm hết, em phải hét lên. Chúng tôi không lấy phong bì để cho nhanh, cứ đưa tiền mặt. Phong bì làm gì? Phong bì chẳng là tiền à? Nhớ ai chụp ảnh đăng lên. Live!
tôi đánh giá đây là một phần thi hay nhất trong vòng thi đối đầu. À, tôi có mấy lời nhận xét về hai bạn thế này. À, mời anh Thông. Hát thì được, nhưng mà ca từ nó hơi lẩm cẩm. Nó mang tính liên tưởng. Cái gì? Nếu ai chụp ảnh đăng lên thì phiền. Cái ca từ này nó làm liên tưởng đến cái ngành của tôi. Nhưng mà may là ngành tôi lại không có ai mặc áo trắng. Này. Nhưng mà hát thì được. Hai em về đội của anh. Anh sẽ làm cho các em thành ngôi sao. Mời chị. Còn chị thì chị thấy thế này, các em này, chị là người có cảm xúc. Cho nên là chị thấy là khi mà giết một con voi ấy thì cha ta chỉ cần có một cái kim thôi. Nhưng mà điều quan trọng ấy là cái kim đâm vào đâu, phải không các em? Đây. Đây. Công nhận là Thâm Thúy rất là trí tuệ, rất là bác học. Nhưng mà ý là nó thế nào? Ý là như thế này. Khi con người ta yêu nhau ấy thì người ta có thể làm tất cả mọi thứ cho nhau. Nhưng mà chị không thể yêu được các em. Tại sao vừa rồi các em cứ phải hét lên như thế? Các em chỉ cần nói là đủ rồi. Dạ, ca từ nó là tôi phải hét lên, chúng tôi không lấy phong bì. Chứ bọn em chỉ hát thôi, bọn em không hét ạ. Không hét ạ. À, thế thì thôi, chị chẳng có nhận xét gì cả, chị xin hết. Này, thôi đi. Chị cười cái gì đấy? Ok. Chúng tôi đang hát về phần của chị. Dạ. Vừa xong rồi thì chị có cảm nghĩ như thế nào? Dạ. Đau. Đau quá. Con ơi, con đá mẹ đau quá. Này, chị nói ai là con chị đấy hả? Báo cáo anh, em bảo là con em nó đá em đau quá thôi em. Thôi đi, bài này cũ lắm rồi nhá. Tôi hỏi là ý kiến của bà về cái trường ca phong bì đấy nó như thế nào? Vâng. Vâng cái gì? Nói thẳng về vấn đề y đức đi. Đúng rồi. Ôi, vấn đề y đức thì bây giờ cả xã hội và toàn xã hội ai chẳng biết là đang xuống cấp. Nhưng mọi người cũng phải thông cảm cho cái ngành nghề của em chứ. Ở dưới hạ giới kia, bệnh viện thì còn thiếu thốn như thế. 10 người bệnh nhân vào bệnh viện thì chỉ 3 người được chăm sóc. Thế trong khi đó thì ai cũng phải xếp hàng. Mà người nào cũng sợ không đến lượt mình. Đâm ra lại cứ rúi phong bì vào tay bác sĩ. Nhận nhiều đâm ra nó thành quen. Này, chị nói quen nghĩa là chị bảo việc đưa phong bì và nhận phong bì là bình thường à? Hả? Vâng, bởi vì đã là bệnh nhân thì ai chẳng muốn có cơ hội sống sót cao. Cho nên khách quan mà nói, em cho rằng đây là một hành động tự vệ chính đáng của bệnh nhân. Chị nói thế nghĩa là thế nào? Có phải riêng ngành chị đâu, toàn xã hội bây giờ ở đâu chả có phong bì. Nhưng mà y tế thì khác, lương y phải như từ mẫu. Chị có biết là bệnh nhân đến với chị là mong muốn có sức khỏe tốt hơn. Vậy mà chị chỉ nhăm nhăm khám bệnh cho những người đưa chị phong bì. Còn những người không đưa chị phong bì thì chị không khám bệnh. Như vậy là họ không được khám chữa bệnh, đúng không? Tao nói quá hay. Này, nhân đây nhá, nhờ em giải cho chị một bài toán. Toán đừng có nhờ tôi. Thế nhờ ai? Nhờ chuyên gia ấy. Chuyên gia nào? Anh Thông. Hả? Mời anh đứng dậy. Anh ra đây. Sao? Có gì không? Chị này, chị nhờ anh giải hộ chị bài toán. Thế này nhá. Ôi! Biết thầy tôi ngoái người ta không giải được toán thì chơi. Anh Tế. Tế ơi! Này! Tế! Tế. À. Ôi trời! Biết cái gì mà like? Thì mọi người cứ phát biểu thế nào thì tôi nhất trí với ý kiến mọi người thôi. Like thôi. Không phải, cái này này. Ngọc Hoàng muốn thưởng cho các táo ở trên này mỗi người một ít tiền để tiêu Tết. À. Cho nên là cả một cái đống tiền đấy thì đề nghị anh chia ra. Nhờ tôi chia tiền nhỉ? Anh chia ra. Đúng nghề rồi. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, thần là kinh tế. Cho nên là cái phần chia tiền đấy, chia cho người này ít, chia cho người này nhiều ấy là đúng việc của thần rồi. Và bây giờ chia tiền thế nào nhỉ? Chia tiền nào? Tiền nào? Chị dân sinh, chị ấy nhờ anh giải toán giúp chị ấy chứ không có việc chia tiền ở đây đâu. Cái gì?
Giải toán. Giải toán. Giải toán. Giải toán là chị này á. Ừ. Gì nữa? Ôi, thế thì mọi người nhầm rồi. Ừ, không phải là ai làm kinh tế là cũng biết giải toán cả đâu. Đây này, tôi đây này. Tôi mà làm kinh tế mà tôi mà biết giải toán thì năm vừa qua là kinh tế nó không đi đẹp như thế. Nhầm nhá, nhầm nhá. Xin phép về chỗ. Này, bây giờ mọi người từ chối hết rồi. Chị ra đề bài đi. Được. Tôi giải. Chị có 4 viên thuốc. Rồi. Mà có những 10 bệnh nhân. Rồi. Có những bệnh nhân có phong bì và một số bệnh nhân không có phong bì. Rồi. Hỏi Tào phát thuốc thế nào? Quá đơn giản. Người nào đến trước phát trước, cứ theo thứ tự mà làm. Thế có nghĩa là có 4 người có thuốc, còn lại 6 người không có thuốc. 6 người đó chờ đến lượt tiếp theo. Chị cũng có đáp số giống Tào, nhưng mà cách giải của chị hoàn toàn khác em. Mời chị. Chị sẽ phát thuốc cho những người nào có phong bì. Còn những người nào không có phong bì thì không phát thuốc. Thế nhỡ những người có phong bì nhiều hơn số thuốc chị có thì sao? Không, những bài toán của chị chỉ 4 là 4 thôi em. Vừa rồi chị có nói là có một số người có phong bì. Như vậy là một số người đó có thể là 5, 6, thậm chí 7 người. Nào, nhiều hơn số thuốc chị có, phát thế nào? Chị sẽ đi lấy thuốc bổ sung ở chỗ khác, đưa lại cho 2 người còn thiếu. Cái này chị làm mãi rồi. Này, chị ra đây. Chị làm như vậy là mất đi sự công bằng trong khám chữa bệnh đấy nhá. Công bằng ở đâu? Ai chẳng muốn làm người tốt, nhưng cái phong bì nó cứ phất phơ trước mặt. Giá cả thì leo thang, bác sĩ cởi áo blue ra cũng phải đối diện với cơm áo gạo tiền. Nào là tiền điện tăng, tiền nước tăng, tiền ga tăng, tiền phí sinh hoạt tăng, tiền học cho con, tiền phí giao thông tăng. Lương bác sĩ thì thấp, cho nên cái hành động đưa phong bì và nhận phong bì là hành động tự vệ chính đáng. Suy cho cùng, cả bệnh nhân và bác sĩ đều cần phải sống. Này, thế bây giờ mình trách ai? Không nhẽ mình lại trách bệnh nhân à? Phải trách cái phong bì. Ai bảo nó cám dỗ quá? Mà chị nói luôn nhá, nếu như không có cái phong bì thì y tá, bác sĩ bọn chị giữ được y đức ngơ lành. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Nhân đây thần cũng xin đề đạt một ý kiến. Để nâng cao y đức của y tá và bác sĩ thì chúng ta phải cấm lưu hành phong bì trong toàn xã hội và dưới mọi hình thức. Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng thấy thế nào ạ? Ta thấy được. Nhưng mà khi triển khai thì cũng cần phải xem xét. Dạ. Bởi vì nó còn những cái vấn đề này nọ. Này nọ nó là cái gì ạ? Thì này nọ nó là ấy ấy đấy. Ấy ấy nó là cái gì ạ? Thì ấy ấy nó là... ấy tao. Dạ. Chị ra đây. Hả? Ra luôn đi. Cái gì đấy? Có mỗi cái việc này nọ ấy ấy mà chị không hiểu à? Không. Đơn giản lắm. Tức là nếu bây giờ chị muốn này nọ với Ngọc Hoàng thì chị phải gặp bọn em để ấy ấy trước. Ấy ấy là thế nào nhỉ? Ồ quá, thế mà vẫn chưa hiểu à? Không. Tức là cái việc ấy ấy này nọ nó là... Bắt đầu, cái gì đấy, đứa nào ngã đấy? Không, không ai ngã cả đấy. Này nọ nó là ấy ấy cái gì hả, hả đậu? Này nọ ấy ấy có nghĩa là hỏi nam tao này này. Ủa là cái này hỏi tao. Tao ơi tao. Okay. Này nọ ấy ấy nó là thế nào hả tao? Ấy ấy, này nọ. Hiểu gì cả. Rồi. Ơi, nó có nghĩa là chị còn bao nhiêu vấn đề chị chưa báo cáo đấy nhá. Vấn đề gì? Khám chữa bệnh chẳng hạn, khám chữa bệnh. Khám chữa bệnh nó phụ thuộc nhiều thứ lắm. Phụ thuộc à, bác sĩ này, phụ thuộc người bệnh này, phụ thuộc cấp phát thuốc này. Tóm lại là chú phải nói về vấn đề gì cho nó rõ ràng chị mới nói được. Chị đứng đây. Ừ. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, nói mãi mà chị ấy không hiểu thế nào là này nọ. Bây giờ mong Ngọc Hoàng ấy ấy cho chị ấy phát ạ. Này dân sinh. Dạ. Ngươi đứng yên nhá. Vâng ạ. Nhắm mắt lại chỉ 3 giây thôi. Vâng. Này thì không hiểu thế nào là này nọ. Alo. Hả? Sao? Nhiều quá à? Ôi giời, tôi nói với ông rồi, nhập ít thôi. Ông có biết từ sáng giờ tôi giới thiệu cho ông đến 30 người ra cửa hàng của ông không? Hả? Mà này, tôi nói cho ông biết là toàn những cái bệnh chả liên quan nhé. Đau đầu tôi cũng kê đơn là uống thuốc đái dầm nhá. Đau răng cũng uống thuốc đái dầm. Hả?
làm gì ông sao lại nhập nhiều quá nhá. Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, em đau bụng quá bác sĩ ạ. Xin lỗi, tôi đang có điện thoại, xin lỗi chị nhá. Vâng. Ừ thế nhá, nhập ít thôi nhá. Ừ, thế thôi nhá. Chị... Bác sĩ ơi, em có phong bì rồi, bác sĩ khám luôn cho em bác sĩ nhá. Ấy chết, chị cất phong bì đi. Ở bệnh viện chúng tôi luôn trau dồi y đức, không nhận phong bì chị ạ. Ôi. Hơn nữa tôi chỉ là người chăm sóc khách hàng. Nếu chị muốn khám chữa bệnh, chị ra gặp bác sĩ áo xanh. Bác sĩ kia ạ? Vâng. Bác sĩ khám cho em đi ạ, em bị đau bụng lắm bác sĩ ạ. Bác sĩ ơi, bác sĩ này không nói gì cả, cứ tặc tặc tặc. Chết, tôi chưa giới thiệu với chị. Vâng. Ở bệnh viện tôi là toàn nhập những thiết bị y tế tối tân, hiện đại nhất thế giới. Thế ạ? Toàn chữa bệnh bằng máy. Ủa? Chữa được bách bệnh và tuyệt đối không bao giờ nhận phong bì. Ôi dồi ôi, có bệnh viện lại không nhận phong bì hả bác sĩ? Dạ vâng ạ. Ôi, không hiểu, tôi có mơ không đây? Không, chị không mơ đâu, chỉ việc bỏ xèng vào thôi ạ. Xèng hả? Dạ vâng. Thế bỏ xèng, thế là bỏ xèng vào là khám bệnh á? Dạ vâng. Thế cho em mấy xèng đi? Không, cái này không cho được, cái này phải mua theo quy định. Bao nhiêu tiền một xèng ạ? 100.000. Thế em bụng to đau thế này bao nhiêu tiền ạ? Tôi đoán chắc là khoảng 3 xèng. 3 xèng, vâng, thế cho em 3 xèng đi. Vâng, chị đưa tiền đấy. Dạ vâng ạ, tiền đây ạ. Vâng. Đây, 1 2 3. Vâng, mời chị. Bác sĩ ơi, nhưng mà đút vào đâu? Chỗ nào hở thì đút chị ạ. Vâng. Chắc là đút giống ở nhà mình, giống con lợn nhựa nó có cái khe bít cứ đút vào đấy. À đây rồi. Mở đây rồi. Chào chị. Chị là bệnh nhân phải không? Dạ vâng ạ, em là bệnh nhân ạ. Tôi là bác sĩ chuyên khoa, tôi sẽ khám bệnh cho chị. Dạ vâng ạ. Chị thấy trong người thế nào? Anh ơi anh, em đau bụng lắm anh ạ. Em đau suốt cả buổi tối hôm qua đến ngày hôm nay ạ. Đau bụng có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan. Muốn tìm hiểu vì sao đau bụng, chúng ta cần phải biết trong bụng có rất nhiều các bộ phận. Vì vậy, người bệnh cần phải đi. Bác sĩ ơi, nó lại không nói nữa rồi bác sĩ ạ. À, chị bỏ tiếp xe vào. Bỏ tiếp ạ. Bỏ tiếp ạ. Chào chị là bệnh nhân phải không? Dạ vâng ạ. Anh ơi, câu này em nghe rồi ạ. Tôi là bác sĩ chuyên khoa, tôi sẽ chữa bệnh cho chị. Câu này anh cũng nói rồi mà. Chị thấy trong người thế nào? Anh ơi anh, em đau bụng lắm anh ạ. Đau bụng có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan. Muốn biết vì sao đau bụng, chúng ta cần phải hiểu trong bụng có rất nhiều bộ phận. Vì vậy, người bệnh cần phải đi chụp răng. Để chúng ta anh ơi. Anh ơi, anh nó lại tịt rồi anh ạ. Chị bỏ xe qua chưa? Dạ em. Bỏ nốt xe vào, trời ơi. Chào chị. Chị là bệnh nhân phải không? Anh ơi anh nói nhanh lên. Hết bố biết ba chèn của em rồi anh ạ. À. Tôi là bác sĩ chuyên khoa. Vâng ạ. Tôi sẽ khám bệnh cho chị. Dạ. Chị thấy trong người thế nào? Anh ơi em đau bụng lắm anh ạ. À. Anh nói nhanh lên, không hết chèn của em bây giờ anh ơi. Đau bụng có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan. Muốn biết đau bụng vì lý do gì, chúng ta cần phải hiểu trong bụng có rất nhiều bộ phận. Vì vậy, người bệnh cần phải đi chụp răng để chúng ta tìm hiểu xem thức ăn dính trên răng là loại thức ăn gì. Sau đó, kiểm tra xem có bị nhiễm khuẩn hay không. Và sau đó, chúng ta tiếp tục đi kiểm tra. Anh ơi! Bác sĩ! Cái gì đấy? Bác sĩ ơi, nó nuốt hết ba xẻng của em rồi mà em vẫn không biết em bị bệnh gì, bác sĩ ơi! Không, chưa khám được à? Chưa khám được à? Thôi chết rồi, chị ơi, tôi xin lỗi, tôi chưa giới thiệu với chị là bây giờ chị muốn cho nó nhanh ý. Vâng. Chị cứ bỏ hai xẻng một lúc. Hai xẻng? Hai xẻng một lúc là kiểu gì là cũng khám xong. Vâng, vâng. Anh cho em luôn 6 xẻng đi anh. Xẻng à? Vâng, chị đưa tiền đấy. Tiền đây anh. Vâng, đây. Rồi, em này. Chúc sao? Chị thành công. Vâng. Sao khám cái kiểu không phong bì này tốn thế ai? Cô chị cứ mời một bầy thằng bạn. Hai xẻng luôn, hai xẻng một lúc mà. Này. Hai xẻng một lúc này. Chào chị. Chị là bệnh nhân phải không? Không lẽ tao là mẹ mày à? Tôi là bác sĩ chuyên khoa. Tôi sẽ khám bệnh cho chị. Ừ thế chẳng nhẽ không phải tao đi khám bệnh cho mày à? Chị thấy trong người thế nào? Này nhớ, tao không bị đau răng nhá. Không bị đau răng tức là có thể bị đau bụng.
đau bụng có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan. Muốn biết, muốn biết, muốn biết. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Muốn biết, muốn... Đúng rồi. Muốn biết đau bụng vì lý do gì, chúng ta cần phải tìm hiểu. Trong bụng có rất nhiều các bộ phận. Vì vậy, người bệnh phải đi chụp răng để chúng ta kiểm tra xem thức ăn trên răng là loại thức ăn dính gì. Sau đó, chúng ta sẽ biết thức ăn đó có bị nhiễm khuẩn hay không. Sau đó, chúng ta đi... Trời ơi! Trời ơi là trời ơi! Bác sĩ ơi! Bác sĩ! Nốt qua đây! Nốt! Sau đó, chúng ta đi xét nghiệm nước tiểu. Xét nghiệm máu. Đấy, ai nhờ? Thấy chưa? Em cứ hai xem đắp bồ một lúc nó ra luôn nước tiểu và máu. Sau khi xét nghiệm nước tiểu và máu, chúng ta sẽ đi kiểm tra tim, phổi, gan, mật, dạ dày, ruột. Tóm lại là phải kiểm tra. Mày điên à? Tao chỉ đau bụng thôi mà mày bắt tao xét nghiệm toàn thân thế à? Thằng điên kia. Bác sĩ xem thế nào đi, nó nuốt 6 xèng của em rồi mà mới ra nước tiểu rồi, bác sĩ ơi. Thế à, tôi mua hẳn 10 xèng đi. Nếu mà thừa mang ra đây tôi vẫn đổi lại cho chị được dạ, mà. Vâng ạ. Chị mua 10 xèng nhá. Cho em 10 xèng đi. Vâng, chị đưa, chị, vâng. Chị... Vâng, đây, vâng. Tiền đây. 10 xèng, vâng. Chị, vâng. Lần này chắc chắn là chị sẽ biết chị bị bệnh gì và vâng. Uống thuốc gì. Vâng. Em cảm ơn bác sĩ. Nhớ, thằng bác sĩ kia nhá. Chúc chị thành công. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Được rồi, tao cho mày 2 xèng một lúc này, xem mày nói gì nào. Tao biết cái kiểu ăn tiền của mày rồi nhá. Này. À, xem mày nói gì, chào em chị. Mày nói gì? Chị là bệnh nhân phải không? Vâng, đúng rồi, ta là bệnh nhân. Tôi là bác sĩ chuyên khoa, tôi sẽ khám bệnh cho chị. Mày đi đâu đấy, tao ở đây cơ mà. Chị thấy trong người thế nào? Tao thấy trong người thế này. Chào chị là bệnh nhân phải không? Tao biết rồi, tao là bệnh nhân, mày là bác sĩ. Mày bảo là mày sẽ khám cho tao, mày bảo là tao phải đi khám răng, khám tim, khám phổi, thử nước tiểu, thử máu, thử mông, thử chân, thử tay, tóm lại là phải thử toàn thân. Bây giờ tao hỏi mày bây giờ tao phải đi khám cái gì? Vì nhét nhiều xèng vào mồm cùng một lúc, bỏ qua khâu khám bệnh, đọc kết luận luôn. Ôi, hay không? Tống 10 xèng một lúc nó khác ngay hả? Đây, thế tóm lại là tao bị bệnh gì? Chị bị bệnh đau bụng. Thằng điên kia! Thằng điên kia! Thì đúng rồi còn gì? Khổ quá! Này tao nói cho mày biết nhá. Ngay từ lúc chưa bỏ xèng vào mồm mày, tao đã biết tao bị đau bụng rồi. Thế bây giờ tao hỏi mày là tao phải làm thế nào? Tao... Chị ra ngoài cổng viện, rẽ trái. Đến quầy thuốc số 3, mua thuốc đái dầm. Ui hả? Mày, thằng bác sĩ người máy này nhá. Mày nhá, mày không chịu khám bệnh nhá. Mày chỉ chăm chăm để mày ăn tiền nhá. Mày lại còn đòi ăn cả tiền hoa hồng thuốc của bệnh nhân à. Hôm nay tao phải xanh chín với mày. Mày. Ê, mày. Ê, 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 kìa. Này, 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 em này mang bằng. Em đứng ơi. Trời ơi, chửa con đá phạch cái gì? Chết chứ. Đấy. Chị thấy chưa? Hả? Chị phải vào vai người bệnh nhân đi khám bệnh, chị mới hiểu người bệnh người ta khổ như thế nào. Nhưng mà ở dưới hạ giới làm gì có bác sĩ người máy? Không có bác sĩ người máy nhưng mà khám chữa bệnh vô cảm như máy thì đầy. Biết chưa? Ồ, chứ có thế thật à? Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn Tào và Đẩu đã chỉ ra cho tôi được những khuyết điểm còn tồn tại trong năm qua. Sang năm mới, tôi xin hứa tôi sẽ làm triệt để vấn đề tiêu cực này. Và để làm tốt vấn đề đấy thì giáo dục phải tăng học phí, y tế phải tăng viện phí, hết.